Tốt lắm, tốt lắm. Hay lắm. Biểu diễn xem nào, lần nữa đi. Hay lắm. Hay lắm. Anh em, má đi thôi. Đi. Đi thôi. Nghiêm cấm lưu thông, không gì là không thể. Tỉnh lại đi. Em là ai vậy? Sao lại ở đây? Anh bị thương rồi. Dạ, của em có điện thoại. Anh theo em đi. Câu ở lại ba. Mèo con, mèo con, đừng chạy lung tung. Biết tại sao không? Bởi vì lưu ảo. Mèo con không nghe, cứ chạy lung tung. Chạy vào trong rừng rồi bị lạc đường 7 ngày 7 đêm, không thể thoát thân. Lưu ảo trường sinh bất lão, hình thù giống dễ nhưng không ăn cỏ, mọc lấy tim đó ăn luôn bộ não, biến hình giống đó mà vẫn chưa đâu. Sao sao có gì? Sắp đến rồi. Ai thấy sợ hả? Sợ không? Sợ đâu. Lại sợ nữa rồi. Anh không sao. Bật lửa không cháy đâu anh. Đó là tiếng động gì vậy? Có phải là của quái thú không? Quái thú đâu có biết kêu. Mau đi đi. Dù con ngọn núi này phía trước là đến rồi đó. Đến rồi.